đi lang thang ngắm mưa rơi thôi. Cái clip nó cũng bất ngờ bất chợt vậy á, chứ em cũng không có chuẩn bị trước kế hoạch được, tại vì mưa mà mình đâu có biết được hồi nào mưa to mưa nhỏ gì đâu. Đó, mấy cô bán hàng rong là chuẩn bị sẵn mấy cái bao ni lông rất là to, bạc ni lông rất là to. Mây thấy cũng không có bao phủ, không có lắc rắc gì nhiều hột hết trơn á, đùng cái ập xuống à, em trở tay không kịp luôn, đứng ở ngoài chủ đi lượm ve chai. Mới mưa xong đường xá vắng hơn. Ở đây chúng ta tới con đường Vịnh Viễn nè, rồi Sư Vận Hạnh nè, rồi Hòa Hảo nè. Ủa hình như không có Hòa Hảo đâu, có Sư Vận Hạnh với Vịnh Viễn thôi. Nhìn không ra. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là 2 giờ 20 phút chiều hôm nay ngày 13 tháng 9 năm 2024. Và em đang đứng trên con đường 3 tháng 2 ngay trước trường quốc gia hành chánh năm xưa đó. Bây giờ là Học viện Hành chánh quốc gia đây. Mưa quá trời luôn, con đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toản này. Mưa mù mịt luôn. Mời cô bác anh chị đi tắm mưa Sài Gòn nha. Bây giờ là 2 giờ 20 rồi. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày bình an, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Đây, trường hành chánh quốc gia. Em có cái mắt kiến đó. Mưa to quá không kịp trở tay luôn. Ào tới một cái rất là nhanh. Máy móc đồ ướt hết trơn. Em mời cô bác anh chị quay đầu xe nha. Chúng ta đi xuống hướng của công trường dân chủ á, hướng thẳng này chúng ta đi về cây gõ. Em quẹo xuống hướng công trường dân chủ nè, mưa lớn lắm. Đây là ngã tư đường Cao Thắng. Mưa về cái hướng của trung tâm Sài Gòn. Rồi, đúng là cơn mưa bất chợt. Mây thấy cũng không có bao phủ, không có lắc rắc gì nhiều hột hết trơn á, đùng cái ập xuống à. Em trở tay không kịp luôn, đứng ở ngoài đường không có tre, không có cây, không có vỉa hè, không có mái hiên gì hết. Hướng này em đi về công trường dân chủ. Mưa lớn, mù mịt luôn. Đây là tới ngã tư đường Cao Thắng. Cao Thắng bên phải về bệnh viện Từ Dũ nha, bên trái về khu Hồ Kỳ Hòa. Khu ăn chơi của Cao Thắng quận 10 đó. Em đang đi ở đây là thuộc quận 10. Đó, mưa. Hôm nay là mưa sớm, mấy hôm là mưa trễ hơn, 4-5 giờ chiều. Rồi chị đi bỏ nhang, đi bỏ mối nhang. Rồi em đi tiếp tục về công trường dân chủ. Có mưa mịt mù luôn, mưa to lắm. Chà, mấy cái đường này cây nhiều quá, cũng cẩn thận chứ. Trời đang nóng nóng, mưa một trận mát luôn.
Hôm nay em thấy là không có gió nha. Không có gió đỡ á, chứ gió một cái là sợ mấy cái nhánh cây này nè. Trên đường 3 tháng 2 thì em không thấy người ta cắt tỉa nhiều. Đường Trần Quốc Toản năm xưa đây. Đường này chắc là không bao giờ ngập đâu. Đường này mà ngập là đường ở Sài Gòn là ngập hết. Xe hơi chạy nhanh quá, vù vù luôn. Em thấy là bên hướng về Tân Định rồi đó, hay Bãi Trưng rồi đó, mây đen mù mịt, không biết là mưa sẽ như thế nào đây. Cô bác anh chị nghe âm thanh của tiếng mưa rơi không? Em đi ngang cái vị trí của Maximax 3 tháng 2 ngày trước, bây giờ là Vincom nè. Trời, hồi nãy thì em thấy cũng mây nhưng mà không có đến nỗi nhiều. Nhưng mà không ngờ nó ập xuống một cái nhanh quá, trở tay không kịp. Rồi em ra công trường Dân Chủ nha. Đi lang thang ngắm mưa rơi thôi. Cái clip nó cũng bất ngờ bất chợt vậy á, chứ em cũng không có chuẩn bị trước kế hoạch được, tại vì mưa mà mình đâu có biết được hồi nào mưa to mưa nhỏ gì đâu. Đó, mấy cô bán hàng rong là chuẩn bị sẵn mấy cái bao ni lông rất là to, bạc ni lông rất là to, bơm xe. Ở hướng này là chúng ta đi Nguyễn Thượng Hiền hoặc là đi Cách Mạng Tháng 8 Lê Văn Việt á, chúng ta về bên mé quận 3, quận Nhất, chợ Bến Thành là gì nha. Ở đây thì có cái trường là sàn Hiền Vương, công trường Dân Chủ đây. Em mời cô bác anh chị hướng về đi trên con đường Nguyễn Thượng Hiền đi. Hướng này chúng ta đi về hướng của chợ Vườn Chuối. Ủa, bớt mưa rồi nè. Mưa một cái cũng ập xuống một cái cũng to, thì cũng bớt đi rồi. Đây là dấu hiệu ban đầu thôi, qua chiều chiều mưa mới dữ nữa. Ở đây chúng ta tới con đường Nguyễn Thượng Hiền nha. Chúng ta đang đi đường Nguyễn Thượng Hiền thuộc khu vực quận 3, và đây là con đường Điện Biên Phủ, tức là Phan Thanh Giản đó. Đi loanh quanh mấy con đường thân quen này trong cái buổi chiều mưa. Mưa ào tới một cái thì bây giờ nó cũng đi qua bên kia rồi. Em chạy trên con đường Nguyễn Thượng Hiền này chút xíu luôn. Đây là cái khu ẩm thực quận 3. Cái khu ẩm thực này thì cũng mới vừa mở ra đây chắc chưa được năm đâu. Nhưng mà vắng lắm. Từ khi mở ra thì khách khứa đi đâu hết. Bây giờ phố ẩm thực mở ra nhiều quá. Nhiều đến nỗi mà đi đâu mình cũng thấy có cái phố ẩm thực, nhưng mà khách khứa thì không có bao nhiêu. Cái khu Nguyễn Thượng Hiền này á, người ta buôn bán từ xưa đến giờ là cái khu phố cũng đông khách mua rồi, nhưng mà không hiểu sao từ khi lên dựng bạn phố ẩm thực cái tự nhiên nó vắng luôn. Hết mưa rồi, hết mưa rồi.
Đây là cái xóm đường rầy ngày xưa ấy cô bác anh chị. Bên tay phải của em là chợ Vườn Chuối. Đó. Hướng này chúng ta ra đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hồng Thập Tự. Mịt mù mưa. Mấy cái bạn gió thổi ngã. Rồi em đi tới ngay chỗ đường huyện Đình Chiểu đó, Phan Đình Phùng á, em quẹo phải nha. Đi lòng vòng chút xíu. Tình hình ập xuống cái cơn mưa rồi thì sau đó người ta buôn bán rồi như thế nào. Đây là con đường huyện Đình Chiểu, bên phải của em là chợ Vườn Chuối. Con đường này là con đường Phan Đình Phùng năm xưa. Bên tay phải chúng ta về hướng của đường Lý Thái Tổ nha. Đi thẳng một chút nữa thì chúng ta qua Võ Văn Tần nè. Rồi qua ta tới huyện Thị Minh Khai, tức là Hồng Thập Tự đó. Đây chợ Vườn Chuối đó. Hướng con đường đi về Lý Thái Tổ. Và con đường này thì cũng rất là thân quen với cô bác anh chị rồi. Nó có bàn chuối vườn à, nó có bàn cờ vườn vườn chuối. Trời ơi, nói lộn qua bàn chuối vườn cờ nữa. Bàn cờ với vườn chuối thì mình đổi ngược lại nghe nó cũng hay hay ha. Bàn chuối vườn cờ. Ở đây là có con đường vườn chuối nè. Đó. Trời mưa, trời gió. Vườn chuối này chúng ta ra ngoài đường Điện Biên Phủ, Phan Thanh Giản đó. Mưa một cái là tự nhiên đường xá vắng hơn rất là nhiều liền. Cơn mưa này ập tới hơi bị bất chợt á. Nhanh quá, em trở tay không kịp. Rác người ta bỏ ngoài đường là nhiều quá, mưa gió nó thổi bay nè, ứ lung tung á. Tính ra thì đi xe mặc áo mưa, xe máy rồi mặc áo mưa nó cũng có cái thú vị mà đi xe hơi không có được. Thành ra là nhiều khi mình thấy cũng không vấn đề gì, mát mẻ thôi. Đây là trường Lương Định của Rạng Đông. Và phía trước đây là chúng ta tới con đường Cao Thắng nha. Ngã tư Cao Thắng với lại Phan Đình Phùng năm xưa này. Bây giờ là đường Nguyễn Đình Chiểu đó. Em chạy loanh quanh hồi chắc có chừng ra lại đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toản. Và bên tay phải ở đây là chúng ta ra đường 3 tháng 2 nè. Còn bên tay trái chúng ta qua bệnh viện Từ Dụ nha. Ở đây thì chúng ta còn qua chợ Bàn Cờ nữa. Vườn chuối Bàn Cờ, đây là một cái khu vực mà có thể nói là rất là thân quen với nhiều cô bác anh chị. Ngày hôm nay thì nó hơi bị te tua một chút xíu. Nhà bán và nhà cho thuê nhiều quá. Em thấy mưa bắt đầu cũng có lại rồi nè. Đây con đường Bàn Cờ đây. Bên phải thì chúng ta quẹo ra đường Điện Biên Phủ, Phan Thanh Giản đó. Hai cái con đường Bàn Cờ và Vườn Chuối thì nó nằm song song với nhau. Cô đi bán trái cây. Cóc, ổi, xoài. Đây là chợ Bàn Cờ nha. Ăn quẹo một cái Bàn Cờ đi ra huyện Hiện Thực coi.
Đó, trời mưa nè. Đó, trời mưa, mấy cái máy nó đổ xuống ngay chính giữa đường, chỗ kia là cấm xe vào chợ. À, mình đi đường này. Chợ này thì chỉ có buổi sáng thôi, chiều thì bán cũng không đông lắm. Sáng này, phía trước là ra đường Nguyễn Thiện Thuật đó, và bên trái thì chúng ta đi ngược về hướng của Nguyễn Đình Chiểu, Phan Đình Phùng, còn bên phải thì về Điện Biên Phủ, Phan Thanh Giản. Ai, ốc đêm có hồ vịt lộn nữa. Đây, em quẹo phải đường Nguyễn Đình Chiểu tiếp nha. Phố chuyên danh nhạc cụ, con đường Nguyễn Thiện Thuật cái đoạn hồi nãy em đi là phố chuyên danh nhạc cụ. À, hôm nào chắc để đi cập nhật với cô bác anh chị cái phố chuyên danh nhạc cụ này. Không biết từ khi nào người ta gắn cái bạn lên. Mới vừa thấy, em mới vừa thấy tức thì luôn. Phố chuyên danh nhạc cụ. Ở đây chắc là em vào phải con đường Lý Thái Tổ hướng đi về ngã 7. Chiều mưa tả tơi Sài Gòn. Đây con đường Lý Thái Tổ nha. Bên trái chúng ta về ngã 6, bên phải chúng ta về ngã 7. Ở đây thì trời thông thoáng luôn, sông trong xanh rồi. Hết mưa. Ở dưới Sài Gòn chắc là còn mưa, khu quận nhất chắc là còn mưa. Ít à, mây cũng bay đi nhanh thôi. Con đường này thì người ta thay vỏ xe, mâm xe và bán in ấn các cái nem cạc thiệp cưới. Bên trái em là đi qua chợ hoa Hồ Thị Kỷ đó. Cơn mưa vội đến rồi vội đi. Rồi trời mưa một xe ve chai. Thùng cà tông là gì ướt lem nhem luôn, không sao. Hết mưa rồi đó. Trời bây giờ có nắng luôn rồi. Nắng lên rồi. Đây là ngã 7 Lý Thái Tổ nha. Em quẹo một chút lên con đường Ngô Gia Tự, con đường Minh Mạng đó. Em đang có công chuyện ghé bệnh viện Nguyễn Tri Phương, cho nên là chắc là em đi theo cái hướng này luôn. Sau cơn mưa, đường kẹt cứng.
bên phải là đường Điện Biên Phủ Phan Thanh Giản này, quầy hàng xanh. Còn bên kia là con đường Lê Hồng Phong ra đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toản năm xưa đó. Giờ này còn đỡ, chiều mưa tầm 5-6 giờ lúc đó mới thấy cái cảnh xe cộ kẹt cứng kia. Em lên cái phố chuyên doanh trang trí nội thất nha. Giờ nhiều phố lắm. Đây con đường Ngô Gia Tự, tức là con đường Minh Mạng đó. Góc này có đường Bà Hạc nè. Đường này thì bây giờ là người ta mưa gió cho nên là người ta chùm lại hết rồi. Em cởi áo mưa ra nha. Nhiệt tình đó. Mưa thì cũng to nhưng mà nhanh hết. Con đường Ngô Gia Tự này là mấy lần bị cây nó đổ đó, cây nó gãy đó. Cô bác anh chị đợi em chút xíu nha. Rồi, xong. Đường thì đẹp mà có mấy cái cây to, nhiều khi đi trong mưa cũng ớn. Rồi em mời cô bác anh chị tiếp tục cuộc hành trình. Phố chuyên dành nhà trang trí nội thất. Nội thất đem ra ngoài đường để trưng bày, mưa cái thấy cũng mệt thôi, trùm quá trời trùm. Chủ đi lượm ve chai. Mới mưa xong đường xá vắng hơn. Ở đây chúng ta tới con đường Vĩnh Viễn nè, rồi Siêu Vận Hạnh nè, rồi Hòa Hảo nè. Ủa hình như không có Hòa Hảo đâu, có Siêu Vận Hạnh với Vĩnh Viễn thôi, nhìn không ra. Con đường này
em thấy là nhà cũ cũng nhiều lắm nha. Và trong cái quá trình mà đi quay phim đường phố thì đây cũng là một con đường mà có rất là nhiều cô bác anh chị nhắn về thăm lại. Lên trên này chúng ta mới tới con đường Hòa Hảo này. Xe này quẹo đi đâu? Quẹo phải hay là sao? Ủa? Sao vậy? Sao vậy? Trên này thì chúng ta mới tới ngay con đường Hòa Hảo nha. Rồi con đường Nguyễn Duy Dương thì phải. Đó, Nguyễn Duy Dương. Hòa Hảo là ngay chỗ cái bệnh viện Hòa Hảo đây nè, bên phải của em á. Mấy cô đi buôn bán hàng rong, trời mưa chạy hết rồi bây giờ mới bắt đầu dắt xe đà lại. Ở đây thì em đi về khu vực ngã 6 nha, ngã 6 huyện Chi Phương. Cái clip này cũng mắc cười lắm. Em đang đi từ công trường Dân Chủ đi lên, cũng tính đi ngược hướng này qua bệnh viện á, nhưng mà đang đi cái tự nhiên cái mưa, rồi gắn camera vào thực hiện một cái clip đi dạo Sài Gòn trong mưa, nhưng mà rất tiếc là chỉ có 10-15 phút là hết mưa rồi. Ở đây em về khu vực ngã 6 nè, mời cô bác anh chị chúng ta cập nhật một chút ngay ngã 6 và đi về hướng con đường huyện Chi Phương nha, bên trái. Trên này hồi nãy hình như là không có mưa lớn, mưa ở đâu bên Bảy Hiền đi xuống về trung tâm Sài Gòn. Đây, ngay chỗ này chúng ta có con đường huyện Chi Phương cắt ngang và con đường huyện Chí Thanh cắt ngang, tức là con đường Trần Hoàng Quân đó. Còn cái đường bên mạng là con đường em đang đi đây rồi. Bên phải đường Nguyễn Chi Phương chúng ta ra đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toản ngay chợ cá. Còn con đường Trần Hoàng Quân, huyện Chí Thanh nè, ở đây thẳng đó, chúng ta sẽ về bệnh viện Chợ Rẫy nha. Em sẽ quẹo trái đi con đường Nguyễn Chi Phương hướng về bệnh viện Nguyễn Chi Phương. Còn con đường bên mạng Ngô Gia Tự bên tay phải của em thì chúng ta sẽ đi về hướng của nhà thờ ngã 6. Chỗ này người ta bán sầu riêng, bánh trung thu. Bánh trung thu thì bây giờ là mua 1 thành 4 35.000 cái. Ở đây chúng ta có trường Khai Nguyên, một ngôi trường với kiến trúc rất là cổ. Sau cơn mưa của bác anh chị thấy Sài Gòn mình khác lạ. Bánh trung thu khuyến mại 35.000 một cái. Ở đây có một cái vị trí mà người ta cũng đóng cửa nè, bán xe, tiệm xe Quang Phương gì đến cái chỗ này nè, đóng cửa luôn rồi. Hướng này là Hồng Bàng nha, Hồng Vương, Hồng Bàng đi lên hướng của Bục Binh Cây Gõ. Bây giờ thì không có cái Bục Binh nữa.
em đi ngang An Dương Vương nha, đại lộ Thành Thái năm xưa, phía trước là bệnh viện Nguyễn Chí Phương á. Em vào bệnh viện một chút xíu, bên trái là chúng ta xuống chợ An Đông nè. Ở bên Thủ Đức rồi chắc lại đang mưa, em thấy mây mù mịt luôn. Chỗ này thì đối diện với bệnh viện Nguyễn Chí Phương thì chúng ta có một cái khu chung cư chứ không phải là cũ lắm đó. Và phía sau là chúng ta thông về khu Xóm Cải luôn. Hướng này chúng ta đi về Đại Thế Giới nha. Đây là con đường Nguyễn Trãi. Bên tay trái thì chúng ta đi xuống hướng phố Thời Trang. Khu này buổi tối có nhiều cái quán ăn cũng đông vui nhộn nhịp lắm. Và chúng ta cũng có thể đi con đường Đồng Khánh của Trần Hưng Đạo đó, đi lên mé cái khu đèn Trung Thu. Năm nay thì Trung Thu có vẻ sẽ buồn hơn rất là nhiều. Bánh trái thì không có tiêu thụ được nhiều, lồng đèn cũng vì vậy ít luôn, hết tiền rồi, hết lúa rồi. Thứ hai nữa là ở ngoài miền Bắc miền Trung đang bạo lũ đó, cho nên là các cái hoạt động cũng tạm dừng. Ô, bánh Tân Tân rồi dẹp tiệm rồi này, hết bán rồi. Tình hình bánh Trung Thu hôm nay, năm nay thua lắm. Đây là nhà hàng Biển Dương nha. Và em đi tới ngay chỗ cái khu vực Đại Thế Giới, lên cầu Nguyễn Chí Phương thì chúng ta qua quận 8, nem nướng Nha Trang. Ở đây em mời cô bác anh chị vào cái con hẻm mà đi thông ra đường Nguyễn Trãi nè. Cái clip này là em chạy tùm lum hết, không có định hướng cụ thể nào. Hướng này chúng ta đi lên luôn nha, ở Châu Văn Liêm, Tổng Đốc Phương. Và bên tay trái sẽ là khu vực Đại Thế Giới. Ngày hôm nay là trung tâm văn hóa quận 5. Đường này là Trần Phú, tức là con đường Nguyễn Hoàng ngày xưa đó. Về khu người Hoa thì nhiều món ăn lắm, và đặc biệt là đi dọc đường nghe mùi thơm. Em mới đi ngang cái tiệm Trần Quang Ký vịt quay không phức luôn. Nghe vịt quay không phức, đây là bánh da lợn, bánh khoai mì rồi đó, bánh bò. Ở đây nè, con hẻm này là một bên là hẻm của Trần Phú, một bên là hẻm của Nguyễn Trãi. Và ngày xưa đây là con hẻm khu gì ba đó, 418 Trần Phú. Qua ngay chỗ chung cư Xóm Cải. Lâu lắm rồi em mới đi vô cái con hẻm này. Một thời con hẻm của khu gì ba đông nghẹt luôn. Em gọi phải nha. Đó, con đường hiện tại chúng ta đi xuống á, lại bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Chiều nay chắc còn mưa nữa. Thôi ở đây thì chắc là em cũng xin được tạm dừng cái clip của mình nha. Dạo một chút trong cơn mưa và sau cơn mưa của Sài Gòn để cô bác anh chị đi dạo thôi. Và em xin tạm dừng cái clip ở đây, ngay chỗ ngã tư đường Nguyễn Trãi và Nguyễn Tri Phương, để em vào bệnh viện luôn này.
Xin hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye. Bên trái chúng ta về lại Ngã Sáu, huyện Chi Phương, còn bên phải chúng ta về lại Đại Thế Giới hoặc là lên cầu huyện Chi Phương đi về hướng quận 8. À, cái xe này, cái xe xe điện đi dạo Sài Gòn chạy tuốt lên tới đây ha.